con trai, chồng và mẹ đẻ cũng bị rất là nhiều bệnh. Thế thì bắt đầu là tôi tìm hiểu về cái sản phẩm Siwi để dùng cho gia đình về cải thiện sức khỏe. À, bản thân Nga thì có cái bệnh là bị viêm gan cộng với cả bị thoái hóa 4 đốt sống cổ và lồi 1 đốt, bị viêm đại tràng và viêm dạ dày. Thế trong cái quá trình mà theo như cái kiến thức của mình ấy, cái kiến thức của Nga ấy, thì bên Tây y thì không giải quyết được cho cái bệnh này, bởi vì là nó chỉ có cầm được các cái chỉ số rồi và nó chỉ giảm các triệu chứng thôi. Còn nếu mà để chữa ấy, thì Nga cũng tìm nhiều cách rồi, kể cả thuốc nam thì cũng tìm cách để mà đi lấy thuốc nam tận cho cơ quan ấy. Nhưng mà khi mà được giới thiệu đến cái dòng sản phẩm siêu y thì Nga tìm hiểu rất là nghiêm túc và đọc hết tất cả những cái tài liệu để mà muốn dùng cho bản thân và con trai, và thấy rằng là rất là bất ngờ khi mà được tìm hiểu kỹ về cái vùng nguyên liệu và tìm hiểu kỹ về cái sản phẩm và dùng trải nghiệm thì Nga thấy là kết quả rất là tốt. Có một cái điều rất là đặc biệt mà mình không ngờ được đến là trước đây mình còn đừng điều trị cho rất là nhiều bệnh nhân thì thường là thực phẩm chức năng thì Nga chỉ là cho phụ thêm. Thế nhưng khi mà sang đến cái dòng sản phẩm của siêu y thì nó có những cái sản phẩm gọi là nó có bản quyền đi theo chương trình thanh lọc năng lượng cân bằng thì Nga rất là bất ngờ. Hết bất ngờ này bất ngờ khác khi mà chính bản thân của Nga là dùng trải nghiệm vào bản thân mình và con trai của mình thì kết quả rất là tốt. Có một cái điều nó cực kỳ là tuyệt vời ấy, đấy là khi mà chúng ta bị một cái bệnh nào đó mà mình dùng để mà mình dùng sản phẩm mình điều trị vào cái một cái bệnh nhất định thì những cái bệnh khác ở trong cơ thể của mình nó cũng thuyên giảm và nó phục hồi theo. Ví dụ Nga lấy ví dụ như cái bệnh xương khớp của Nga, nếu mà dùng thuốc tây thì thường là ảnh hưởng rất nhiều đến dạ dày và ảnh hưởng đến 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 cái hệ miễn dịch. Thế nhưng mà khi mà mình dùng cái sản phẩm của siêu y thì khi Nga dùng cái bộ xương khớp và sau một thời gian thì cái dạ dày của mình đi kiểm tra nó rất là ổn, và hiện nay là Nga đang dùng tiếp tục cái sản phẩm về 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 gan. Và nó có một cái điều tuyệt vời là sản phẩm của siêu y nó đi theo nhịp sinh học anh chị, thì đúng là ngành y mà Nga thấy rằng là các cái sản phẩm thực phẩm chức năng Nga chưa thấy ở đâu có. Những cái sản phẩm mà buổi tối dùng những một viên màu khác và buổi sáng dùng viên màu khác và kết quả thì nó rất là tuyệt vời. Và Nga thấy rằng là đặc biệt là anh chị em nào mà đang làm trong ngành y hay là anh chị em nào mà đang tìm hiểu về sản phẩm này thì mình phải dùng trải nghiệm đi. Bởi vì ngay khi mà bắt đầu mà Nga tìm hiểu thì Nga thấy rằng cũng còn có nhiều băn khoăn. Nhưng khi mà mình tìm hiểu bằng kiến thức, mình tìm hiểu bằng cái sự hiểu biết ấy, thì mọi người mới vỡ òa ra là trời ơi, đây có những cái sản phẩm nó quá là tuyệt vời. Và nay là Nga đã dùng sản phẩm cho gia đình và đã được 10 tháng và những cái bệnh mãn tính của Nga thì không còn nữa. Một cái điều tuyệt vời hơn nữa là Nga chia sẻ những cái giá trị này đến với những cái bệnh nhân của mình, đến với những người mà mình yêu quý, và đặc biệt là bây giờ Nga thấy rằng là kinh doanh cái công việc này nó là kinh doanh, nó rất là an lạc. Nhưng mà mình chữa được cho mình nhưng mình chữa được cho rất nhiều người, và có những cái bệnh trước đây một dược sĩ không bao giờ chữa được. Đấy là những cái khó khăn về kinh tế của những bệnh nhân mà mình điều trị cho bệnh nhân, là mình điều trị cho họ, mình đưa họ thuốc là họ sẽ bị thuyên giảm về kinh tế. Thế nhưng bây giờ mình cho người ta dùng siêu y, mình chỉ cho người ta dùng siêu y là mình không có bán cho họ. Mà như ngày trước là Nga là mình mua về 10 thì mình bán 11, 12, đấy là nguyên tắc rồi. Nhưng mà siêu y thì mình mua 10 và mình chỉ cho người ta vào đây cũng mua 10 giống như mình thôi. Đấy, thế là họ lại vừa không những là họ có vấn cải thiện được vấn đề về sức khỏe mà người ta lại còn cải thiện được vấn đề về kinh tế và cuộc sống, nếu mà người ta là người thông minh mà tìm hiểu ở đây có một cái công cụ kinh doanh. Đấy, rất là tuyệt vời, và cảm ơn chủ Linh đã cho Nga chia sẻ và cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe. Ok, cảm ơn chị Nguyễn Nga, một dược sĩ là bán rất là nhiều thuốc và cho bệnh nhân rất là nhiều giải pháp, nhưng mà chính do mình cũng không có thể nào mà giải pháp tốt nhất được, và cuối cùng là phải nhờ đến sản phẩm của Siri. Và nhờ đến sản phẩm Siri không những giúp cho chính mình mà giúp cho bệnh nhân dùng sản phẩm mà không phải mất tiền, đúng không? Giúp cho bệnh nhân dùng sản phẩm mà là vừa khỏe, làm được vừa có tiền, vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn chị Nguyễn Nga, và tiếp tục.